Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Chết ta rồi, cái này chết rồi. Đúng rồi. Thế rồi, ngồi. Mà xe mà thấy mà chửi rồi. Tôi sống luôn rồi. Mà xem đi lại mất tự do hả tướng? Tép và tép tươi mà dở mỏi tay luôn giờ chết rồi. Hả? Nó cũng nó chết rồi. Hả? Lâu ngày á. Giờ cứ ngục nè. Quá trời luôn, tép rồi, tép tươi. Ấy cái này về làm gì ngon ta? Lấy nước dừa đó, bỏ vô. Rồi chấm ấy thôi. Chấm bùi tạc hả? Chấm muối tiêu. Rồi ok. Trời ơi. Còn cá bóng hồi con khô. Nè tí xíu chương trình là về cho ông Peter Hồ đi bẻ rau. Rồi bẻ rau luôn. Nhưng mà em bẻ là không ăn được nha. Có dạ em bẻ em bẻ. Nói chung là có tôm càng tôm tít. Không biết là em bẻ lại. Có đầy đủ hết. Chưa chưa mày đừng nói rồi. Tao không biết em, bơi mày. Quỷ. Em dân thành thị mà em đúng không biết. Coi coi. Bằng gì? Ngon té 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 dưới đó kìa. Ồ, tao chưa biết cái bằng. Mày nghe tao rõ không cậu? Đúng không? Ờ ok. Cái trái bần ở bần đâu? Có đâu trái được trái này bự bự không? Nhưng mà không có trái đâu. Nghe rõ mà chú. U wow, trời ơi tôm càng kìa. Rồi. Tôm tươi. Bắt tự do rồi thôi rồi. Lấy nước dừa. Rồi. Kiểu này mất tự do rồi. Trời ơi. Nhiều quá sang cho hết rồi. Có đêm về Sài Gòn á. Không phải là trái bần mà là bông bần. Đúng rồi, nghe nói con Tòng này trắng ở đâu là nó. Ồ, mấy mấy đó em đem Sài Gòn nó nói đồ Trung Quốc á. Vậy đó. Ở đây tôm không à? Đồ Trung Quốc không á, đồ Trung Quốc độc hại lắm á. Tôm quá trời luôn. Tươi như vậy mà ăn đâu? Trời ơi. Đúng rồi. Con chồng bất nói nè. Chồng. Dưới sông giờ đưa lên về cái ngọt sọt nhờ. Cái này về ăn có nước sống được chú. Không biết nữa. Dạ. Không biết cái này về làm gỏi ăn sống luôn, gỏi tôm chú ăn chưa? Chưa chưa. Hồi nãy có chặt mấy trái dừa rồi, cho nên ra giờ nghe. Hấp nước dừa. Làm gỏi món này ngọt lắm. À, đây đây là sông Tiền nè, đây sông Tiền phải không? Cồn bên bển á. Sông Tiền. Cồn bển á. À cái cồn bên kia hả? Ở bên mò ấy bên đó đó. Đúng rồi, chút xíu chạy qua bên đó đó. Kéo nha. Nha, ôm cho chặt vào nha. À, để tao ngồi xuống rồi, tao nguy hiểm quá. Ôm cứng cứng luôn. Hơi rớt xuống này nhiều quá không nổi đâu. Trời ơi. Cái gì? Ồ, bá tôm càng bự. Cái gì hả? Đúng càng. Tôm càng xanh, tôm càng xanh. Trời ơi. Mấy con đó Trung Quốc nó thả sang á. Đứng ăn. Cái mẹ nó tao tốt. Trung Quốc nó thả sang á, độc lắm á. Chơi luôn rồi. Chơi luôn đồ á, không sợ gì á, tao cũng ngán. Rồi mà đầy cái xô luôn. Mà đầy xô luôn. Trời quá đất luôn. Ừ, dưới đó có nhiều tôm quá ha. Đó, mấy ông tôi đổ ra một xô tôm, mọi người đổ tinh đâu đó cho mọi người. Đổ đây, đổ tay đi. Ông Phúc không? Đổ đây rửa tay đi rồi anh quay em. Giờ cho người ta hộn vô đặt đi. Rửa tay đi, rửa tay. Phúc rồi giờ tới trời ơi, đổ quay phim còn đổ tay nữa. Mỗi tay lật đơ mỗi tay luôn rồi. Hồi đem Vũ đưa tay. Anh Vũ phải làm lẹ lẹ đi. Cho ông Vũ mò. Rồi, ông đi tới hộ vô. Dạ, Vũ vô thôi để bị tôi hồi đi. Vũ không bắt vừa vừa thôi, nhiều quá tí nữa nó chìm ghe. Nhiều quá nó chìm ghe, nặng ghe nó chìm á chú Cầm ơi. Ừ.
rồi chơi luôn. Lựa lựa lẻ lấy đủ quá. Mày làm nhà máy là mày bỏ tao, tao không trả tiền rồi. Thay người thôi. Ừ. Quá. Mà bắt cơm nữa mà mỏi tay luôn. Ủa, con cá tìm kiếm kìa. Bỏ cái này. Cái này thả đi. Thả đi. Thả đi. Thả đi. Quá trời tôm luôn kìa. Trời. Ủa quá. Đâu anh Hiếu anh bắt tôm luôn hả? Anh Hiếu đang lựa tôm hả? Mấy 2 kg luôn. Tôm đang lựa tôm. Phụ đồ cái có người phụ xếp. Cái này kia bằng cái 12 kg. Camera men thế. Ờ bởi vậy. Camera men nhiều chỉ thế. Có cái xô. Chỉ có cái xô không 3-4 camera men quay tưng sơ bừng luôn. Vui vui, đó là một sự trải nghiệm. Hôm nay về quê Hằng Hiếu thì Việt Kiều thất bại, không có sống bên Mỹ được, rồi về tham quan vườn đất đai, vườn ổi, vườn mít, vườn xoài rồi đi mỏi cẳng chết mẹ luôn rồi, má giờ mới bắt đầu đi ra sông để mà Việt Kiều thất bại có gì ăn trơn á, thầy em gì đi ra ngoài sông bắt cá. Đúng rồi, thất bại nhưng Hiếu mới về Việt Nam thôi, chứ còn mấy ông kia không có ngày hôm lát ông ở bên đó hôm lát chứ mất gì ông về. Em mày nói xấu hoài, đúng nước Mỹ tao mày kỳ. Chú với ông Hiếu không có nghề hôm lát thì phải về, chứ còn mấy ông kia không có nghề hôm lát đâu, phải ở đó không làm nghề chứ. Ừ. Trời ơi, quá rồi, ông chị thấy từ trên nó dưới đen không. Trời ơi trời. Ở đây có mình ông kia là ông chủ cửa hàng rồi đó. Chủ nhà anh Hiếu. Con này sao không cua sao? Thả đi, nhỏ quá, thả đi. Thả đi, nhỏ quá. Không cắn, thử cái đi. Không cho nó cắn, nó biết bơ. Có cái nghề hôm quá mà không biết đừng làm. Bạc Lâm là về Việt Nam mà làm này. Thôi kệ, về bón giờ mà nghề bón phân cho cây ra quả nữa rồi. Họ bởi như vậy đi. Nó giận mình quá cho nên ra mình không dám được. Vui ơi là vui. Được á, nhìn cái đầu phay á. Anh lên mới được tiền công. Nãy giờ mới có 7 cái 80 rồi, còn 23 cái nữa đó. Trời ơi. 30 cái nè. Này cái tay luôn. Ủa cái này vô của mình lên hả? Cất vô trong cái túi. Sợ vô. Cất cái kia đi. Quản nhân chứ. Rồi giờ hai thằng lựa phụ, một thằng lựa không kịp. Thằng kia anh bèo thằng kia nó lựa cho không có chuyên nghiệp gì hết trơn. Nhiều quá cho nên ra giờ phải hai thằng làm lẹ đi vô. Đó, lò xì. Bỏ đi, cái nóc đó được mà, nhưng Hoàng nó đồ được mà. Trắng con cờ. Bây giờ hồ này cái suốt ngày nói cọt lá không biết đau không à. Đó, anh về thấy không? Sao mấy anh chị thấy chị quê được không? Sống gì được không? Hả mấy cầm hỏi giùm coi. À, mọi người thấy sống ở quê sống vậy được không? Đủ tò mò tôm bắt cá rồi ăn bậy bạ. 200 sống qua ngày. Không có tiền thì đi ra vườn bẻ rau, không có tiền thì xuống sông bắt cá, tôm vậy thôi. Mà chưa 8.000 tiền công. Mấy cái lục bình này thành 360. Như mấy cái non. Ngon lắm chứ không giỡn đâu nha. Nó mới rửa luôn đó hả? Không, cái này rau mát anh. Mới rửa luôn rồi hả? Đèn sáng không? Lục bình là cái bông. Rau mát. Lâm bà đem bướm bướm coi nè. Thử coi. Ô, đâu rồi. Ông chị thấy không? Nè. Hai ông này lựa mà còn chưa nó sai tướng luôn. Lựa mà nó mỏi tay luôn đó. Đó nè, tiếp nè. Con tôm bự. Đó đây là cái con 8. Ôi, bao vui cái phút đi. Rồi rồi. Vậy đó chứ. Nè nè, luật sư Vũ trồng cho coi nè. Dạ thịt. Tiếp bình luôn. Đúng rồi. Cái lá dục đi. Lấy lá dục ơi. Lá dục ngoài. Bây giờ người bắt cá, người bắt tôm đi. Lá. Người dục lá, người bắt tôm nha. Dục lộn cá tôm là bị chửi đó cho mấy đồ. Rồi được rồi. Em vụ này là em. Này. Cái bán cho ăn gì hết. Ồ, không biết nữa, làm hồi đầy show ta không biết làm gì ăn nữa, giờ coi đỡ sông nước mênh mang kìa hữu tình. Ở bên kia là cái cồn đó để ra hồi chút xíu qua bên đó mò cua chứ là bắt chim chép với nghêu. Ồ, vui thôi lấy về Sài Gòn ship qua bên kia chú ạ. Thật sự ở đây thật sự là
cái ăn không cần phải lo, mà thấy rõ ràng không, không cần phải lo rau củ quả trời ơi, thứ gì nhỏ thì hồi đó mình sẽ có gì mình sẽ xào với khế mình cũng chán trời. Còn tôm lớn á, thì mình sẽ nướng hoặc là nước dừa chấm muối tiêu hoặc ăn ăn mù tạ. Trời ơi, còn cá bóng á, thì kho khô chấm rau. Bạn nghèo quá, ăn kiểu là chết. Còn cá lồng tông á, thì chim tươi đó. Ủa, anh Hiếu, anh Hiếu. Lấy cơm mà ăn chứ. Ăn cái hại vậy sao mà như mà nó biết chừng nào mới chết được anh Hiếu. Ai biết đâu. Độc lắm, ăn này độc lắm. Ờ, em nghe đồn ở Việt Nam ăn độc hại lắm. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Cộng, cộng. Cộng, cộng. Cộng, cộng. Cộng, cộng. Cộng, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ xíu. Bên này mấy trăm. Chị thấy không? Chị đưa hồ lửa mà thấy cá nào nhỏ quá, thả em đi hồ. 500 cơ mà. Mới hết 360 giờ mua cái mặt nạ nữa mấy cục gì. Mình còn ăn nữa. Kinh doanh làm dư tiền để mua mặt dư trăm tư nữa không. Tôm gớt cái kìa Vũ. Nhớ chân lên tay kìa. Bán như thế nào? Nhìn xuống cái này nè. Hồn nó bao giờ nó bắt? Bỏ rác ra đi bây giờ hồn. Mấy trăm. Chết rồi thả này chi. Con cá chết. Mấy trăm kìa. Cái này chích xình là Vũ đi. Vũ đi. Lựa mỏi tay luôn. Cái gì mày, coi chừng mày lọt đầu xuống sông đấy mày. Đồ quá. Tao ở giữa rồi, đồ quá tao. Đang bắt cá sông Tiền này khu này. Nè. Tôm quá trời tôm. Quá trời. Tôm cá bự ra mà chết, chết cứng rồi. Cái này sắt. Vô, trời ơi con dư vừa bả vô. Ê. Chết rồi. Hả? Chết rồi. Ồ bỏ cá bự quá trời luôn. Ông đó rồi ăn cá sống nhảy chứ nó chết ăn gì. Ừ, bên này là cá là bà cá mà vô trong rọ mà chết rồi là bị vô. Vô. Cái cá ăn mới là cá sống như là đập được. Ăn cái gì? Bố đừng rồi đó. Đây ông ăn cái chết hay chứ á, cá mà chết không ăn. Vô. Cá tôm nó nhảy từ sói ông rồi thường quay giống tôm nhảy à. Đó nó nhảy. Rồi, thiết rồi mà. Được. Lựa mệt xỉu luôn à. Trên này mua tôm đấy đắt lắm đấy chú ạ. À, đấy trên này con à, mua 200.000 ký á. Thế à? 30 cái mà. Dạ. Ôi, 30 cái hả? Mới có 10 cái à? Còn... Ái đù bả. Thôi chết mẹ rồi luôn má. Chim xô, chim xô, chim xô. Trường nấu hết thì đi. Đó, nó 30 cái mới vụ được có 10 cái bà con. Không có đi còn nha. À. Chơi hả? Còn 20 cái nữa nó đầy. 20 cái nó đầy xô rồi. Đầy xô không phải rồi. Có gì kéo hết cái này rồi đi về nữa. Được rồi. Ăn quá hả? Nước lớn hả? Nước lớn hả? À, tới cái bờ đi rồi nghỉ qua đi cồn đi chứ nhiều. Ừ. Nghĩa là bây giờ quá nhiều anh em, quá nhiều anh em thì đề nghị là không bắt nữa, không kéo nữa, chứ kéo nữa thì cho khán giả xem cũng biết là thôi được rồi, còn 20 cái nữa, còn 20 cái nữa thôi mà ông nội ơi. Mỏi tay rồi. Chịu hết nổi rồi. Thôi đi qua cồn đi. Mà bây giờ lên núi rồi, chịu hết nổi rồi. Nước đang lớn rồi, thôi đi qua lại lẻ để. Đó cá dục nè, nó bắt lưới rồi dục. Không có chết, chết là không ăn. Chết là dục. Ăn bệnh sao không? Có nhiều người cứ đem đó đi làm khô là ăn bệnh chết á. Dẫn nha, dục. Rồi anh chị thấy không? Ở đây thì phải nói một câu như vậy là cái ăn cái uống hình như là người dân ở đây họ không có lo. Thích là đưa ra săn quần xuống bên kia bắt cá bỏ lờ rồi cá tôm sống nhăn răng đây nè, tôm vậy nó mới ăn, tôm sống nhăn răng ăn. Rồi cái đi bắt cầm qua anh cồn làm tiếp. Rồi dồn bây giờ đi qua bên cồn kia để mà bắt nghêu sò ốc hến rồi lai tiếp, bây giờ tắt đi. Ồ. Ok. Anh chị có like hay là có đăng ký kênh và mong biết hồ cho không cho ý kiến luôn nè. Em Camila, Amia các hình đó. Thì phải đó ý kiến. Sao? Ồ, sông rộng quá ha. Có gọi anh chị đăng ký dùng cho mình. Này sông Tiền nè mày, sông Tiền. Mày sẽ bận nè đó, cho mấy. Tao sẽ bận đây. Các bạn biết rồi. Ủa. Thế bạn nó thấy ăn gì? Ăn kiểu gì? Ai biết đâu. Ăn được không? Được. Ăn sao? Đó, các bạn nè. Chắc chắn vô ăn thử đi nè. Vậy ăn được rồi hả? Được nè.
nấu canh cá là hết bài luôn. Ông ăn sống thì ông chấm muối, ông chắc chát vậy thôi. Chua chua chát hả? Chưa biết lần này. Ta ăn thử này ra, canh trái trái bần nè. Ăn kiểu như trái sung ngon phải không? À, không có, nó chua chua, nó có chua chua. Nó chua chua chắc chát đúng rồi đó. Này chấm muối ăn hả? Rồi hiểu rồi. Cái này người ta nấu bình chua phải không? Ừ. Dưới quê người ta nấu bình chua. Đúng rồi. Tao dịch giảm tạm dừng cái like đi, đi qua bên kia bắt cồn mất rồi tao like tiếp rồi tụi bay coi. Nha. Dạ. Ok. Dạ. Rồi.